춤따금호페주대카이콤주다우텐하이예가호이반코칭크안바이반다아초엠가이못소크안바이넨치콘라사우크안바이반다아초엠가이마이크안바이tiếp theo chúng ta cùng nghĩ về đây là điều kiện như thế nào bạn có chính quan bài bạn đã cho em gái một số quan bài nên chỉ còn là sáu quan bài tiếp theo chúng ta hãy biểu hiện bằng hình vẽ bạn có chín quan bài bạn đã cho em gái một số quan bài ô vuông thể hiện số chưa biết số quan bài còn lại là sáu quan bài tiếp theo chúng ta nghĩ cách làm theo hình vẽ trên đây để biết số quan bài bạn đã cho em gái lấy chín quan bài ban đầu trừ đi sáu quan bài còn lại như vậy chín trừ sáu là ba cuối cùng hãy viết đáp án như vậy chúng ta kết thúc cách làm cộng hai chữ ở đây bây giờ chúng ta cùng luyện tập hãy ăn nước tạm dừng và làm bài luyện tập sau khi trả lời xong hãy ăn nước bắt đầu và kiểm tra bây giờ chúng ta hãy cùng kiểm tra đúng hay sai có 10 quả cà chua một số quả bị lấy đi nên chỉ còn 4 quả hồi có mấy quả bị lấy đi cách làm là 10 trừ 4 là 6 nên đáp án là 6 quả bạn có tìm đáp án đúng được không? Bây giờ chúng ta kết thúc học ở đây